Mày chơi. Còn tối nữa đốt đàng hoàng mà giờ mày cái nữa mày. Không ý là cái thằng áo đỏ heo áo cam mày nhớ lại ơi. Nó nó nó. Ai đây công an này, ông ơi công an nè. Đúng rồi, đúng không? Đúng không? Nó chứ ai? Tao nó đốt mà. Thằng mẹ đốt pháo là cũng đưa lên đầu mày. Tên gì? Nhưng mà tên gì? Ken, thằng Ken, đúng rồi, thằng Ken. Không nói nhiều, dẫn xe xuống đưa nó kịp chấp bèn lên đầu. Cái thằng đốt pháo đó là đúng có một thằng mà sống này có một nhau đây cho mấy. Đúng rồi, mình nói cho mấy. Đâu đốt pháo. Mày đốt cho ai đốt? Đồ, mày vậy mà cái ông kia ông kêu Ken hay tên. À thằng tên. Em. Không, ấy là cái thằng tên nó đốt cho thằng Ken, đúng không? Đúng rồi, vậy thằng tên nó đốt. Tên đốt. Còn có đứa. Rồi vậy thôi, gì vậy? Đó tao nói cho ông kia. Không, chung em nói anh xe đi đưa. Không, đó gì à? Gì à? Chứ nó có đốt pháo đâu mà ông điên rồi. Thôi gì vậy cho đó thằng tên nó mang Ken. Không, chú giỡn ơi. Chú giỡn mà cừu lên. Cừu lên với công an đâu đây mà. Chú giỡn à nín đi. Đã đi ra. Yeah. Oh yeah. Thằng à quát là thằng tên nó đốt cho mang Ken. Này Ken mà. Thôi gì ơi. Vui vẻ. Vui nha, chú giỡn.